Chưa bao giờ chúng ta chứng kiến cuộc di cư lớn của người lao động từ các tỉnh thành phố về quê như thời gian qua. Trên hành trình hồi hương, bà con được tiếp sức nhờ sự giúp đỡ của các lực lượng chức năng, các nhà hảo tâm. Đi đến đâu, người dân đều được dẫn đoàn, được tiếp tế lương thực, xăng xe, nước uống. Nghĩa cử cao đẹp ấy phần nào thể hiện tinh thần tương thân tương ái trong những ngày cả nước gồng mình chống dịch. Một đoạn clip mới đây ghi lại khoảnh khắc ấm lòng khi công an Đắk Nông dẫn đoàn người di trú được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Khi đang đưa dòng người hồi hương đi qua địa phận tỉnh, chiếc xe của một gia đình nọ bị tuột lại phía sau. Thấy sự lạ, chiến sĩ cảnh sát giao thông mới ra thăm hỏi và biết chiếc xe bị hỏng, không thể đi tiếp. Không chần chừ, nam cảnh sát lập tức bảo gia đình ngồi yên trên xe, còn anh ở phía sau gồng mình đẩy. Chiếc xe đi được một đoạn xa xa nhưng vẫn không thể nổ máy. Chiến sĩ cảnh sát giao thông đành gọi điện viện trợ, một chiếc xe bán tải tới. Anh và gia đình nọ thay nhau nâng chiếc xe máy lên, rồi cho người dân ngồi luôn trên xe tải, đi quá giang một đoạn. Hành động đẹp của chiến sĩ cảnh sát giao thông ở Đắk Nông khiến nhiều người cảm thấy ấm áp vô cùng. Hành trình dẫu còn xa, nhưng có các lực lượng chức năng cùng kề vai sát cánh, thì khó khăn trắc trở mấy cũng sẽ vượt qua. Nhiều netizen đã để lại bình luận, mình đi từ Sài Gòn về Nghệ An. Thấy tỉnh nào các chiến sĩ công an cũng dễ thương, nhiệt tình giúp đỡ rất nhiều. Cảm ơn các chiến sĩ luôn vì nước, vì dân. Hành động đẹp, xứng đáng là người công an nhân dân. Các chiến sĩ tuyến đầu đã vất vả trong thời gian qua nhiều rồi. Xem những clip bà con hồi hương được cảnh sát giao thông dẫn đoàn mà thấy ấm lòng vô cùng. Hình ảnh này cần được lan tỏa, chúc các anh nhiều sức khỏe. Cộng đồng mạng thời gian qua xót xa khi dịch bệnh bùng phát, khiến những người tha phương cầu thực thất nghiệp, khó khăn bủa vây. Lúc này, những người con xa xứ hiểu rằng mình cần phải quê quê để nương tựa. Tiếng gọi của quê hương lúc này là động lực thôi thúc họ lên đường, thực hiện những chuyến đi phi thường. Nói rằng phi thường, bởi lẽ người ngoài nhìn vào sẽ không thể tưởng tượng họ lại làm được điều đó. Và có thể chính bản thân người trong cuộc, từ trước đến nay, họ cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày về quê theo cách như thế này. Trước đây, dân mạng ấm lòng trước câu chuyện của người đàn ông có tên Đàm Đinh Được, 60 tuổi, quê ở Hà Nội, vào thành phố Hồ Chí Minh làm công nhân từ 20 năm nay, được người dân giúp đỡ khi về quê tránh dịch. Cụ thể, cách đây 3 tháng, khi thành phố Hồ Chí Minh bùng phát dịch bệnh, ông Được bị mất việc làm. Không thể cầm cự lại thành phố nếu không có thu nhập trang trải cuộc sống, ông quyết định hòa cùng với dòng người đổ về quê vào thời điểm ấy. Tuy nhiên, vì không biết chạy xe máy, ông đành cuốc bộ. Đi bộ một quãng đường dài hơn 1.700 km từ Sài Gòn ra Hà Nội với một người đàn ông đã 60 tuổi, trong điều kiện ăn uống, nghỉ ngơi tạm bợ, quá thực vô cùng gian nan, vất vả. Ông Được đi đến địa phận xã Gio Phong, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Lúc này trời đổ mưa, thoạt nhìn khó có thể nhận ra ông đang về quê tránh dịch vì hành trang khá đơn sơ. Khi đến được dốc miếu, Gio Linh, cũng là lúc ông Được đã kiệt sức vì đói, mệt, lại dầm mưa vì lạnh. May mắn thay, một số người dân hỏi thăm và biết được trường hợp của ông nên đã kịp thời hỗ trợ. Anh Lê Minh Tuấn, Quảng Trị chia sẻ, tới đó vào khoảng 18 giờ rưỡi, mình nhận được thông tin từ một người anh trong nhóm kể về trường hợp của chú. Được biết chú đi về quê ở Hà Nội từ ngày đầu Sài Gòn giãn cách, nên lúc đó có lẽ chưa có quy định về giấy đi đường hay xét nghiệm COVID-19 gì cả. Chú bảo không biết đi xe máy, xe khách thì không có, qua các tỉnh không được cấp giấy tờ xét nghiệm gì nên không ai cho đi nhờ. Vậy là chú cứ đi bộ đến nay là 3 tháng rồi. Mỗi tỉnh phải mất từ 3 đến 5 ngày mới qua được hết. Đến giúp miếu Gio Linh thì được mọi người giúp đỡ. Mình nhận được tin, mình lập tức đi tìm mua chiếc xe đạp để tặng chú đạp về quê, ít ra là đỡ hơn đi bộ. 5 phút sau, một người em mình quen biết đã mang xe đến và anh em mình chở xe máy đi tìm chú ngay. May thay nhanh chóng tìm được chú. Từ lúc mình tiếp nhận thông tin đến khi mua xe và tặng lại chú chỉ chưa đến 15 phút. Mình chỉ kịp hỏi thăm, trao xe và chúc chú bình an, chú nói cảm ơn rồi cùng tiếp tục hành trình. Không chỉ hỗ trợ xe đạp, một số người dân địa phương khi biết thông tin về trường hợp của ông Được cũng đứng ra quyên góp được số tiền gần 2 triệu đồng, giúp ông có thêm lộ phí giằng túi, tiếp tục hành trình dài phía trước. Hành động nhanh chóng, kịp thời của anh Tuấn và người dân địa phương đã nhận về nhiều lời ngợi khen, cảm kích từ cộng đồng. Hơn lúc nào hết, những người lao động tha hương trên hành trình rong ruổi về quê rất cần sự hỗ trợ, quan tâm sẻ chia từ cộng đồng và chính quyền để họ được bình an trở về đoàn tụ với người thân giữa lúc khó khăn hoạn nạn này.